Thưa quý vị, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, việc thu gom rác khu vực nội thành của thành phố đạt tỷ lệ gần 100%, nhưng khu vực ngoại thành, tỷ lệ thu gom chỉ đạt từ 70 đến 80%. Nguyên nhân là do khu vực ngoại thành còn nhiều khu đất trống, ao vườn nên một bộ phận không nhỏ người dân đã tự ý xử lý rác tại khu đất của mình hoặc là vứt ra ngoài các khu đất trống, ít nhiều gây ô nhiễm cục bộ. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh phong trào kêu gọi toàn dân không xả rác bừa bãi. Sau một thời gian thực hiện, hơn 71% các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được công nhận tiêu chí sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch. Đây là một trong những kết quả nổi bật từ phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng. Phong trào đã tạo sức lan tỏa tích cực, giúp thành phố tiến gần hơn tới mục đích vì một thành phố không rác. Khung cảnh tươi đẹp này chính là con đường hoa 10 giờ dài hơn 100 mét uốn lượn quanh co giữa cánh đồng được ghi nhận tại xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Không phải là một địa danh nổi tiếng, nhưng con đường này đang thu hút rất đông các bạn trẻ đến khám phá, chụp ảnh lưu niệm. Những cái đường đi này nè, nó rất là bình thường. Nhưng mà khi người ta điểm lên những cái hàng hoa này có thể là một cái sự ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà khi lên thì nó rất là đẹp. Và tới đây vừa có lúa nè, đồng ruộng, tức là con người mình quay về với thiên nhiên. Tận mắt mới được nhìn thấy thôi, thì thật là mãn nhãn. Được quay về với thiên nhiên, cánh đồng hoa và con đường lúa. Mà khi xưa thì mình cũng là từ một nông dân, khi mà lên thành thị sống thì giờ quay về với thiên nhiên thì rất là yêu thích, rất là phấn khởi. Thảm hoa rực rỡ sắc màu này được thực hiện bởi gia đình chị Thu Hương, một hộ dân trồng lúa lâu đời ở đây. Chị Hương cho biết không chỉ để tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ, mà con đường này nhằm mục đích chung tay với chính quyền địa phương ngăn hành vi xả rác bừa bãi ra đường. Mình trồng vậy là cũng là chống xả rác với bên nông thôn mới rồi đó. Thì cho nó sạch đẹp thì ở đây thì cũng ít có người xả rác lắm. Mình trồng vậy không lẽ là qua đẹp mình ta đem rác người ta bỏ cũng kỳ quá không? Thì nên không có rác là vậy. Không chỉ một mà rất nhiều con đường lớn nhỏ trên địa bàn xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đều được người dân trải thảm hoa dọc hai bên lề đường tạo cảnh quan cực kỳ đẹp mắt. Hành động tuy nhỏ nhưng hiệu quả không nhỏ. Từ ngày xuất hiện những con đường này thì người dân địa phương cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường cảnh quan. Nhờ đó, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường đã giảm đáng kể. Mình tạo một cái cảnh quan đẹp mắt cho người dân. Từ đó thì người dân cũng hạn chế cái việc xả rác. Nếu mà mình đi ngang một cái tuyến đường sạch đẹp mà mình vứt một bịch rác thì cũng không hay lắm. Cho nên đấy là cái tạo ý thức cho người dân. Tuyến đường 4B thuộc xã Đa Phước nằm cách bãi rác lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh chỉ vài trăm mét. Thế nhưng cũng không thấy bóng dáng của rác thải được vứt hai bên lề đường. Thay vào đó là thảm hoa dày đặc, đủ loại sắc màu. Phong trào này ban đầu xuất phát từ ý tưởng của một vài hộ dân, đến nay đã lan tỏa trên khắp địa bàn huyện Bình Chánh, đem đến một diện mạo nông thôn mới mẻ, đẹp và thanh bình hiếm có. Không chỉ đường phố, các khu chợ dân sinh vốn là nơi quy tụ nhiều rác thải ngổn ngang, này cũng được người dân làm thay đổi bộ mặt. Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, chợ dân sinh Nguyễn Thái Bình, quận 1 cũng là một điểm đen về ô nhiễm rác thải. Ngày nay, rác đã được dọn sạch sẽ, ngay cả các tuyến đường xung quanh chợ cũng sạch rác. Lúc nào vệ sinh thì sạch sẽ là hàng đầu rồi, để đảm bảo cái thức ăn thuốc cho hợp vệ sinh và đồng thời nữa là có mỹ quan ở trong cái chợ cho nó sạch sẽ. Về phân loại rác, mình sử dụng 3 thùng rác, 3 loại ở dưới cái hai các hộ tiểu thương mà kinh doanh á, sau khi kinh doanh hoặc sáng ra dọn hàng á thì rác phải gom trong bao để tại quầy có người vô thu gom. Ghi nhận tại một điểm đen về ô nhiễm rác thải khác, kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, đoạn qua phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ô nhiễm cũng đã giảm rõ rệt, mặt nước trong xanh hơn và đặc biệt không còn xuất hiện rác thải trôi nổi lềnh bềnh như trước kia. Để làm được điều này, người dân mà đi đầu là các đảng viên, đoàn viên thanh niên và cán bộ địa phương đã dành trọn vẹn sáng thứ Bảy hàng tuần để dọn rác trên kênh. Song song với đó là hoạt động vẽ tranh tường, ngăn xả rác. Mình thấy cái bờ kè này nó sạch hơn nhiều. Tại vì buổi tối thì mình cũng có hay đi bộ, buổi tối. Rồi cuối tuần thì đẩy ông đi vòng vòng phơi nắng. Đó, thì mình thấy nó sạch hơn. Định kỳ hàng tuần thì chúng tôi có thực hiện cái công tác là
tổng vệ sinh, có sự tham gia của cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên, các ban ngành đoàn thể cùng với người dân trên địa bàn để cùng nhau nâng cao ý thức về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Trực tiếp lực lượng chức năng, ví dụ phường hoặc là đội trật tự đô thị, rồi các cái cơ quan chuyên môn xử phạt vi phạm lĩnh vực này. Bên cạnh đó còn có sự phát hiện của người dân. Một mặt chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, như tôi nói, chỉ đa dạng lắm, đúng không? Sâu rộng, trực tiếp, gián tiếp, phản hình ảnh sinh động để từng bước những cái người dân đó người ta không có ý thức và nhìn cái thói quen chuyển cái hành vi mà mình thói quen vứt rác vào bãi trở thành từng bước mình phải có ý thức trong việc đó. Nếu như trước kia, thành phố Hồ Chí Minh loay hoay giải quyết tình trạng xả rác tràn lan ra đường và kênh rạch gây ô nhiễm môi trường, thì nay với sự chung tay của người dân đã cho thấy những kết quả không thể tốt hơn. 71% phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí sạch và không xả rác ra đường và kênh rạch đã giúp thành phố tiến gần hơn với mục tiêu vì một thành phố không rác.